xin mời các cô giáo hướng dẫn các cháu lên nhận xe đạp của các mạnh thường quân tài trợ, mỗi đợt là 15 cháu, có danh sách đính kèm ạ. Xin nhờ các cô ạ. Dạ rồi, chúng tôi xin được đọc cái tên đầu tiên: Lê Huyền Trang, đến lớp 61 trung học cơ sở Ngũ Phụng. Huỳnh Tấn Dũng, 62 trung học cơ sở Ngũ Phụng. Nguyễn Ca Ca, lớp 63 trung học cơ sở Ngũ Phụng. Trần Huỳnh Thanh Thiên, trung học cơ sở Ngũ Phụng, lớp 63. Châu Ngọc Hoàng Phi, lớp 72 trung học cơ sở Ngũ Phụng. Nguyễn Thiện Nhân, lớp 72 trung học cơ sở Ngũ Phụng. Đặng Thị Anh Tú, lớp 73 trung học cơ sở Ngũ Phụng. Châu Thị Lệ Nguyên, lớp 73 trung học cơ sở Ngũ Phụng. Châu Mỹ Trinh, 74 trung học cơ sở Ngũ Phụng. Lê Thị Thùy Duyên, lớp 81 trung học cơ sở Ngũ Phụng. Huỳnh Thị Thu Huệ, lớp 83 trung học cơ sở Ngũ Phụng. Nguyễn Thị Cát Tường, 93 trung học cơ sở Ngũ Phụng. Đỗ Văn Tâm, 82 trung học cơ sở Ngũ Phụng. Nguyễn Thành Tâm, 62 trung học cơ sở Long Hải. Và cái tên cuối cùng số 15, Trần Thanh Tú, lớp 64 trung học cơ sở Long Hải. Xin mời các bạn sẽ tiến về sân khấu. Và ở lượt này, ai sẽ là người lên trao? Xin mời chị có thể đọc giúp em ạ. Và thưa quý vị, ở tại lượt này thì chúng tôi xin mời ban đại diện, ban từ thiện của chùa Bổ Lâm, cô Lý Thanh Hằng sẽ thay ban tổ chức tiến lên trao cho các bé. Xin mời cô. Hôm nay cái niềm vui rất lớn là chúng ta được có mặt giao duyên với nhau tại đảo Phú Quý này. Anh sẽ luôn lần đầu tiên đến đảo nhưng mà thấy là không khí rất là tuyệt vời. Chúng ta có nhiều hòn đảo rất đẹp. Và không biết các bạn ở đây có ai thích làm ca sĩ không ạ? Hả? Có ai thích làm ca sĩ không ạ? Hãy giơ tay chú sẽ luôn thấy đi ạ. Ôi, có vài người thôi hả? Các bạn ca sĩ có nhiều tiền không ạ? Ca sĩ có nhiều tiền không ạ? Ca sĩ không có nhiều tiền nhưng mà nhiều tình cảm các bạn ạ. Ha, tình nhiều tình cảm ha. Và chú Sĩ Luân thì rất may mắn là một Phật tử của chùa Bổ Lâm. Thì các bạn chỉ cần học giỏi thôi, chùa sẽ lo học phí ha. Các con sẽ không lo học phí. Quan trọng nhất là chúng ta học giỏi, chúng ta có con đường đi thật tốt trong cái tương lai. Và những bạn nào mà chúng ta có ý làm ca sĩ á, thì chú Sĩ Luân hy vọng sau này các bạn sẽ đứng vào đại học Hutech ha. Các bạn chỉ cần học giỏi thôi, chú Luân cho học bổng luôn. Vậy là vấn đề chúng ta chỉ cố gắng học thật giỏi. Và chú Sĩ Luân và các anh chị ở đây mong ước là chúng ta sẽ luôn luôn có những bạn học giỏi, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và bây giờ chú Luân xin được hát bài hát tặng cho các bạn được không ạ? Được không ạ? Bài hát này rất là sôi động, có bạn nào đang nhảy với chú Sĩ Luân không ạ? Có ai nhảy với chú không? Quyết tâm là không à? Chú tự hát tự nhảy luôn à? Xin mời chị Nam điều phối. Xin mời quý vị lãnh đạo đi các nhà hàng tham quan để phiên chợ không đồng được bắt đầu. Có ai nhảy với chú không? Quyết tâm là không à? Chú tự hát tự nhảy luôn à? Khó quá. Thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị một bài hát mà quý vị đã yêu quý Sĩ Luân trong 26 năm qua, khúc được mang tên Mắt Này Cha Cha Cha. Xin mời quý vị cùng thức. Rồi bài này dễ ha. Xin mời các bạn ra sân khấu nhảy luôn ha. Vỗ lên các bạn ơi. Hey. Vỗ tay to hơn nữa được không các bạn? Trên con đường về một nụ hồng, một nụ hồng đang cho mắt này trông xinh xinh. Em thiết tha bỏ áo trắng tinh mới có hôm nào em còn thơ ngây. Em bước trên con đường quen thuộc tới trường, thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và đáng yêu, đáng yêu em đáng yêu. Tình yêu theo bước chân trên con phố này, để một người ngồi mơ thơm thơm và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua. Mới có hôm nào em còn nơi đây, thế nhưng bây giờ em đã xa rồi. Để tôi một mình phải ngồi nơi đây chờ bóng ai 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 ai. Mắt này ơi. Dù cho ngày tháng có đi qua, có đi không mang
Bài này dễ ha, xin mời các bạn lên sân khấu nhảy luôn ha. Vỗ tay lên các bạn ơi, hey, vỗ tay to hơn nữa được không các bạn? Chúng ta phải rất cảm ơn các anh chị trong các hội từ thiện, các anh chị lan tỏa yêu thương chùa Bổ Lâm
và câu lạc bộ Sài Gòn đã đến đây vào rất sớm để chuẩn bị chương trình như thế này. Và chút nữa chúng tôi hy vọng là Hoàng Nguyễn sẽ có một cái chương trình nữa ca nhạc tối nay, thì các ca sĩ sẽ được hát nhiều hơn tặng cho các bạn. Một lần nữa xin được biết ơn tri ân công đức của quý thầy, các anh chị Mạnh Thường Quân, và chúc các phụ huynh chúng ta, các cháu một năm học mới toàn được sức khỏe, thành công và luôn luôn có nhiều niềm vui. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you. Ah!